rất là giòn nhỉ chú nhỉ? Rất giòn, rất ngon. Dạ. Không có vấn đề gì cả. Nát tương luôn. Nát tương luôn. chú nhai thử, còn bên này mình cũng làm răng mà chú nhai thử bên này cho con xem nào. Nhá. Dạ. Dạ vâng. Mình cho thôi, không có gì cả. Dạ. Vâng. Tự giới thiệu thì bản thân tôi năm nay là 68 tuổi, tên là Nguyễn Văn Dậu, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Có trước khi làm răng Nhị Bái Lăng ấy thì hai hàm này là đều là Bắc răng cầu. Bắc cầu. Răng bắc cầu xong rồi mà cái hàm bên trái thì nó cái trụ nó hỏng thì lại bỏ. Cái chân răng của mình nó hỏng. Cái hai cái trụ đấy. Dạ. Bác cầu mà, trên là hai cái chân răng nó hỏng. Hai răng thật của mình nó bị hỏng. Hai cái răng thật nó hỏng thì bỏ đi. Dạ vâng. Bỏ đi thì là lắp răng, tháo lắp ở Việt Nam 105. Dạ vâng. Nhưng mà tháo lắp 105 thì lắp vào nhai không được. Đúng rồi, cái hàm lắp vào nhai không được, tức là đành phải bỏ. Còn nếu mà mình biết đến những bài răng sớm hơn. Nếu mà mình biết được đến răng Nhị Bái Lăng hay như thế này thì mình đã làm sớm hơn rồi. Vâng, đúng rồi. Vâng. Cái răng bắc cầu thì nó rất nhanh hỏng, chứ không phải là nó ấy. Vì hai trụ nó nếu mà nó hỏng thì là vứt bỏ thôi. Có những người mà vừa mới lắp xong được là vài tháng, khoảng nửa năm thôi thì như vậy là như cái bác bạn ấy. Dạ. Mà coi như vậy tự nhiên mất mười mấy triệu đấy. Bởi vì là lắp răng cầu nhưng mà sau khi lắp răng cầu xong thì cái chân cầu nó bị cái trụ cột ấy nó không giữ được. Dạ. Thế là không nhai được nữa thì anh phải bỏ thôi. Vâng. Phải đấy. Nói chung là trong quá trình các bác sĩ mà làm răng thì lắp răng thì nói chung là chẳng thấy đau đớn gì cả. Dạ vâng. Cả khi lắp xong rồi về nhà vẫn chỉ có súc miệng và ngậm răng thôi chứ không có một cái gì đau đớn hết. Dạ vâng. Đấy. Mà kỹ thuật làm răng của Singapore thì nói chung là các bác sĩ làm cũng có kỹ thuật. Dạ vâng. Và làm nó có trách nhiệm. Dạ vâng. Khi làm xong thì các bác sĩ cũng hỏi han xem tình hình nó như thế nào. Dạ. Và mấy ngày sau vẫn phải coi như vậy là dặn dò rồi thì trao đổi để mà mình làm sao là giữ được cái răng để mà nó không khỏi nhiễm trùng và không đau đớn đến bệnh nhân. Ăn nhai được tất cả cái thứ thôi. Vâng. Thì tôi chỉ sợ những cái trộn chiếc cái thứ mà những cái đầu chân gà cái thứ trước kia mình thích nhai lắm nhưng bây giờ không dám nhai. Vâng. Nhai vẫn được đấy nhưng mà không dám nhai phải sợ nó sứt mẻ cái răng. Dạ vâng. Hôm nay có cái kẹo lạc ở đây nhá thì dạ. Con chú thử ăn thử cho con xem nhá. Dạ. Chú nhá. Đây con mời chú ạ. À, vâng, nhìn cảm ơn. Dạ. Anh cắn đây tôi ăn thử cho vâng mọi người xem nhá. Dạ. Rất là giòn nhỉ chú nhỉ? Rất giòn, rất ngon. Dạ. Không có vấn đề gì cả. Vâng. Bình thường. Chú ăn nhai bình thường không ạ? Nhai bình thường lắm. Dạ. Cái kẹo lạc này nó cũng là mềm nữa. Dạ. Ăn nhai bình thường lắm. Dạ. Nát hết đúng không chú? Nát tương luôn. Nát tương luôn. chú nhai thử, còn bên này mình cũng làm răng mà chú nhai thử bên này cho con xem nào. Nhá. Dạ. Dạ vâng. Mình cho thôi, không có gì cả. Dạ. Vâng. Rất ngon. Rất giòn. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Nhà khoa Singa, đẳng cấp 5 sao từ Singapore vì một cộng đồng khỏe mạnh.